Các bạn ơi, hôm nay thèm ba khía, mua ba khía ăn nữa các bạn ơi. Mời các bạn cùng mình nha. Ăn này phải ăn bốc các bạn ơi. Lâu lâu thèm ba kia mua ăn các bạn, nó lạ. Mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, cay nữa. Bạn đã ăn quen rồi á, thì ăn mới ăn được. Còn bảo đảm mà các bạn mà mới ăn lần đầu chứ không biết ăn ăn được đâu, mặn. Mà cái mùi nó dị, mùi dị nó đặc biệt lắm các bạn ơi. Đa số miền Tây thì biết ăn nhiều. Còn các vùng khác á, người biết ăn được không? Mình lâu lâu á mình tạm mua ăn á các bạn, lâu lâu mới mua lần.
Cái này không ăn bốc, ăn bốc mà không bốc không được các bạn. Gấp đũa không gấp được, muỗng không gấp vườn được các bạn ơi. Nó cay mà nó ngọt, nó chua, mặn nữa các bạn. Ba khía này nếu mà để nguyên vị nó nó muối với mặn không, muối không mà mặn lắm. Đem ra mà không trộn lại đường chanh đồ này kia nó ớt rồi vô đã không để đâu, mặn lắm. Nó muối không à. Muối mặn hơn hơn cá nữa. Này có nhiều người ăn nó trộn khế luôn đó các bạn, nhưng mà mình chưa thiệt, mình chưa ăn trộn khế bao giờ đó. Trộn đường, bột ngọt, đường, ớt, tiêu, chanh nữa thôi thôi. Trộn đường, ớt, chanh, bởi nó ngọt ngọt chua chua, cay. Vậy thôi à, chứ không có trộn khế nha các bạn, không có trộn khế nha các bạn. Có nhiều người bán á, người ta trộn khế vô rồi vô hũ người ta bán á. Mà mình không có ăn, mình không có mua cái thứ đó à.
Tôi chia sẻ với các bạn chút thôi nha. Chào các bạn nha.